có một cái giai đoạn thì áo dài rất là thịnh, thì lúc đó là em thấy sốc tất cả trong các ngân hàng nè ha, các cơ quan và ngay cả trường học của mình hôm nay, tất cả mọi người đều mặc áo dài. Nên thời gian đó là cái áo dài thịnh nhất. Để cái chiếc áo dài Việt Nam mình quá lý tưởng, nó tôn lên cái vòng số 1 và vòng số 2 và cả vòng số 3. Hiện tại bây giờ là đang chuộng cái mốt áo dài tài chi A. Tại vì cái áo dài nó đã tôn vinh cái người phụ nữ Việt Nam mình, nó làm cái tầm vóc người phụ nữ mình cao lên, mà thấy vòng eo nó sẽ thon thả hơn và giảm bớt đi cái phần mông. Nó không làm cho người phụ nữ mà đẩy đà hơn, hấp dẫn hơn so với trước năm 75 là ta cũng làm tà to. Nhưng mà cái phần bên hông nó làm hơi to hơn so với cái chuẩn của cái bây giờ. Thì bây giờ mấy tháng nay chúng tôi làm cái đó thì khách hàng rất là ưa chuộng. Mình cũng phải học hỏi thêm, rồi ví dụ mình phải bắt kịp cái thời trang theo từng một cái đời giai đoạn, tự sáng tạo ra nữa thì nó mới có nhiều mẫu mã mới, khách hàng người ta sẽ vẫn phải trở về với mình nhiều hơn thôi.